Mộc hương ta giống nhé bạn nhá. Các bạn có nhu cầu mua các cây mộc hương ta và cây mộc giống á thì vui lòng liên hệ số điện thoại là 0977973535. Khi các bạn mua các cây mộc ấy thì mình cũng chia sẻ một cái kinh nghiệm rất là thực tế của nhà vườn. Nếu như mà những cái cây mộc mà nó lá nó lên như này, có nghĩa là nó chưa lên được một cái mầm lá nào thì nó sẽ không tốt và không đảm bảo bằng các cây cây mộc mà đã lên một lớp lá non như thế này bạn nhé. Cái việc nó lên được cái lớp lá lá này chứng tỏ là thứ nhất là cái thời gian nó dâm ủ nó khá là nhiều và nó đã lên được cái rễ của nó đã sống, đã phát triển, mọc rễ thì nó mới có cái chất dinh dưỡng để nó tròi ra được cái đợt lộc như thế này. Cây mộc đợt này nhà mình rất là đẹp. Các bạn có nhu cầu mà mua các cây mộc giống như thế này ạ thì vui lòng liên hệ thật sớm ạ. Số điện thoại là 0977973535 bạn nhé. Đó, bạt ngàn. Bên cạnh hàng mộc thì nhà mình bắt đầu đã cắm các cây trà. Những cây trà này thì phải cuối năm nay mới bán được ạ. Thì mình cứ quay ở đây. Các bạn có nhu cầu mà mua các cây trà giống ạ, đến cuối năm có nhu cầu mua cây trà giống, số lượng nhiều lắm. Đó. Thì vui lòng mua ủng hộ giúp cho nhà mình nha.